này có tên gọi là DJ Rojo Singer 3-in-1. Nó có thể phù hợp với mọi người mua trang trí cho phòng bay, phòng karaoke gia đình, phòng khách ngồi trang trí ở những buổi tiệc party sôi động, trang trí cho những cái sân khấu đi show đám cưới cũng rất là đẹp. Nó được thiết kế rất là gọn nhẹ để mọi người có thể dễ dàng treo lắp, dễ dàng di chuyển. Mình sẽ kết hợp thêm một mẫu đèn nữa để mọi người thấy được cái không gian của nó đẹp hơn, sôi động hơn. Đèn này thì nó có chế độ cảm ứng theo nhạc và chế độ chạy auto tự động. Mình đang quay và giới thiệu đèn cùng với đến showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mặc nhạc là dòng loa Boe N1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.